Hôm nay mình làm sổ vẽ dạng gấp này và mình quay lại để chia sẻ cho mọi người cách làm. Sổ vẽ dạng gấp này á thì mình không cần phải mang ra tiệm để đóng lò xo này, cũng không cần phải ngồi học cách khâu gáy như là sổ khâu gáy á. Tuy vậy vẫn có một chút nhược điểm là mình cần phải mua giấy khổ lớn, cố gắng làm sao đó để đừng có bị cong khi mình ship hàng. Mình nên đi ra ngoài tiệm mua đó. Giấy mình xài thì có độ dày là 220 GSM, khổ giấy là khổ A0 nha. Giấy này là giấy canh sông á, mình sẽ kẽ và chia ra thành 3 phần rồi sau đó cắt nó ra nè. Để gấp giấy được dễ hơn thì mình sẽ đo và mình kẽ một đường xuống để cho nó có cái nếp á, sau đó mình gấp giấy nó sẽ dễ hơn. Sau một hồi làm việc chăm chỉ thì mình cũng đã hoàn thành rồi này. Còn đây là tấm vỉ cắt tông bồi giấy craft ở bên ngoài. Cái này là mình đặt số lượng lớn, còn bạn nào mà muốn mua số lượng nhỏ thì có thể mua ở shop của mình nha, mình để link ở dưới á. Tiếp theo là mình sẽ cần phải nối ba tờ này lại với nhau để cho cuốn sổ nó dài ra, nó nhiều trang hơn và nó dày hơn. Mình sẽ đo khoảng cách là 1 cm, sau đó mình cắt nó ra và mình dán nối hai tờ lại với nhau. And hope it all goes well. Baby, this time I could do it better. Love someone and they'll just give. Làm tương tự với tờ còn lại nha. Baby, I just wanna treat you well. Hope you don't leave nothing but a shell. Baby, ta-da, bây giờ cuốn sổ của tụi mình nó dài và nó dày rồi nè. Do anything. Tiếp theo thì mình sẽ dán hai tấm bìa lên hai đầu của tờ giấy mà mình đã dán vừa nãy á. Như vậy là có thể xong rồi nè. Nhưng mà bạn nào muốn trang trí thêm á thì có thể dùng một dây ri băng để cột thành nơ như là dạng quà tặng vậy á. Còn bạn nào mà điệu điệu hơn nữa thì có thể trang trí bìa sổ này. They come and go as they please. If you want it, just be honest and say so. Say you are me, the echo. I've been feeling the same things. Oh, you're just waiting. Doesn't matter where we go. Mọi người muốn mình làm về sổ nào nữa thì comment cho mình biết nha. Và có thắc mắc gì nữa thì cứ nói cho mình biết để mình cải thiện hơn về video của mình này. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye.